Thiền là tu khai ngộ, nghe kinh cũng tu khai ngộ. Vì sao vậy? Quý vị nghe kinh văn này, từng câu từng chữ đều là tự tánh, đều là chân tâm. Chân tâm hiển lộ ra ngôn ngữ văn tự. Nó khác với pháp thế gian. Nghe nhiều, khi nghe không nên nghĩ về nó, chỉ nghe chân thành, đọc chân thành, tự nhiên sẽ thông. Cổ nhân nói đọc sách ngàn lần sẽ hiểu được nghĩa của nó. Chúng ta nghe kinh này ngàn lần, tự nhiên hiểu được ý nghĩa. Tự nhiên hiểu được là gì? Triệt ngộ, đại triệt đại ngộ. Cần suy nghĩ về nó chẳng không cần thiết. Cho nên pháp thế gian cần phải nghiên cứu, đem nó ra nghiên cứu. Nghiên cứu là gì? Dùng thức thứ sáu. Phật pháp không dùng thức thứ sáu, không dùng thức thứ bảy. Phật pháp không gọi là nghiên cứu, mà gọi là tham cứu. Phương pháp không giống nhau. Thế nào gọi là tham cứu? Không dùng tâm ý thức gọi là tham cứu. Dùng tâm ý thức là nghiên cứu. Người trong lục đạo làm điều đó. Tu học pháp xuất thế gian họ không nghiên cứu. Họ ở đây nghe kinh 2 tiếng đồng hồ thì nhập định 2 tiếng. Nhập định nhưng nghe một cách rõ ràng, minh bạch. Định cũng gọi là chỉ quán. Dừng lại tất cả các vọng niệm. Quán là gì? Giảng kinh rõ ràng từng câu, không nghe sai, không sót câu nào. Đọc kinh cũng như vậy. Phương pháp này trong Đại Thừa Khởi Tín Luận, Bồ Tát Mã Minh nói rất rõ ràng. Niệm Phật, nghe kinh đều là chân tu. Niệm Phật có thể nhập định, nghe kinh cũng có thể nhập định. Nghe kinh sẽ khai ngộ, niệm Phật cũng sẽ khai ngộ. Cấm kỵ nhất là có tạp niệm xen vào, làm phá hoại công phu của chúng ta. Không cho phép tạp niệm xen vào trong đó. Cho nên phải từ nghe mà tư duy.